đấy, hôm nay được ngày nghỉ của ông con trai ở nhà đấy, hai bố con nấu nướng. Ông con trai thì ông đang ngồi ông xem, cái kia là bố phục vụ hết thế này thì bây giờ ăn cơm, gọi ông ra sao ông mới ăn cơm. Có ơi, có ăn cơm đi con ơi. Ờ, nhanh lên đi con ơi. Dạ, đây, tắt không rồi. Ăn cơm cho con chưa rồi? Vâng, vừa tắt xong. Anh Linh, cơm chưa ăn ná bông rồi. Ồ, món cơm hôm nay của mình có rau cải. Cái cơm quê nó chỉ có thế thôi con nhá. Có gì đấy, đẹp tai thú đấy. Giới thiệu các bạn nào, ôi trời ơi. À, thằng này có giới thiệu các bạn, cơm, đây là cơm quê. Có rau cải này. Ờ, luộc. Đây là món tai này. Tai trộn thính. Đây là súp. Đấy, bạn thấy chưa? Con mời bố ăn cơm nhá, bố nhá. Ờ, mời con, mời các bạn nhá. Vâng.